Thưa quý vị, coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng chất lượng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Đây là nội dung được khẳng định trong chân kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thực hiện chủ trương này, những năm qua, tỉnh Quỷ Long An luôn quan tâm lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với phương châm, đảng đi trước, làng nước theo sau. Những năm qua, chi bộ cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ mỹ nghệ hoàng anh long an ở xã phước hậu huyện cần chuột tập trung lãnh đạo chỉ đạo nêu cao vai trò tiên phong cương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu chi bộ từ đó phát huy tinh thần đoàn kết trong đơn vị tạo động lực để người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nói chung là thời gian đầu thì nói chung thuyết phục người lao động rất khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực của chi bộ cũng như là người đứng đầu thì cũng cố gắng để hoàn thành là vận động người động là thuyết phục người ta tham gia chủ đảng sinh hoạt trong chi bộ luôn tới hơn hôm nay đã phát triển được là bốn đảng viên chính thức và một đảng viên dự bị để thực hiện hiệu quả chỉ thị 22 của ban thường vụ tỉnh ủy Long An về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài những năm qua ban thường vụ huyện ủy Bến Lức quán triệt triển khai đến cấp quỹ tổ chức đảng đồng thời tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, người lao động nắm được ý nghĩa tầm quan trọng, vai trò chỉ trí tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nhờ đó đến nay, địa phương này thành lập được 8 chi bộ ở các công ty trực thuộc đảng bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh với gần 90 đảng viên. Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 2 tiếp tục làm thông mưu tốt cho ban thường vụ quân quỹ để mình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển chủ doanh nghiệp phát triển người lao động vào đảng để từng bước là thực hiện tốt cái nội dung tinh thần của chỉ thị 33 của ban bí thư và cái chỉ thị 2 của ban thường vụ tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy. Đến nay, Long An thành lập được 65 tổ chức với gần 900 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy bước đầu còn nhiều khó khăn, song khi hoạt động ổn định, các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Long An từng bước phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền người lao động chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Ban từng vụ tỉnh ủy cũng đã xác định tỷ lệ kết nạp đảng mới trong giai đoạn 2025-2030 phải đạt từ 3-4% trăm trên tổng số đảng viên của toàn tỉnh. Hàng năm thì phấn đấu thành lập thêm các tổ chức đảng thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng thời là tăng cường kết nạp chủ doanh nghiệp cán bộ quản lý công nhân lao động sản xuất giỏi tại các doanh nghiệp. Tin rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp quỹ, tổ chức đảng và sự nỗ lực của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp và nền kinh tế xã hội của tỉnh Long An.